Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì quay trở lại với vị tướng Omega này, anh em biết được rằng thì trong hiện tại trong đấu xếp hạng rất ít khi gặp vị tướng này. Đây là một vị tướng có khả năng đẩy trụ rất tốt bởi bởi cái các kỹ năng của vị tướng này đều áp dụng lên trụ nha. Chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 đều có thể tác dụng lên trụ, thì được mệnh danh thì là vị tướng đẩy trụ rất là nhanh, nhanh nhất lên combo mobile rồi. Đó anh em thấy được. Thì thật sự thì vị tướng này cũng như nó được quan tâm hơn cái vị tướng Vayner này. Cũng như là được quan tâm hơn cái vị tướng cái gì nhỉ? Cái con gì nhỉ? Lumbu đúng rồi. Omega được quan tâm hơn Lumbu rất nhiều. Lumbu cũng là một vị tướng bị quên lãng rất nhiều nha. Đối với Omega này thì gần như là nó cũng sắp sửa giống giống như kiểu là Lumbu rồi. Sắp biến mất trong Lico Mobile rồi anh em ơi. Bởi khả năng hiện tại là nó, mình không hiểu tại sao là vị tướng này vẫn khỏe nhưng mà không thấy anh em chơi nữa. Đấy thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục đấy, anh em thì nhìn thấy điểm tồn tại của cái vị tướng này trong cái nick này thì nó không được không được cao, anh em thì nhìn thấy nhá, như kiểu là mới test luôn đó. Và hôm nay mình sẽ chơi cái vị tướng này với bộ trang phục là Omega người máy xanh, kèm theo đó là đây là điện máy xanh đấy, kèm theo là leo danh ở cao thủ, xem là khả năng là nó leo danh có tốt không, đến thời điểm hiện tại thì nó còn nó có phế hay không nhá. Rồi ok, đây rồi. Sẽ đi luôn và mình sẽ solo đường kinh công này. Các trang bị cho vị tướng này tí nữa mình sẽ lên đồ chôn chôn một chút, có thể là tốc độ di chuyển khá là nhiều vì là vị tướng này có cái chiêu đầu tiên chạy rất tít và anh em kết hợp với các trang bị tăng tốc độ di chuyển thì thôi. Thật sự thì trêu người đối phương rất là vui luôn. Đó, điện máy xanh à, nhầm nhầm nhầm. Bộ trang phục này của cái vị tướng Omega, anh em thể nhìn thấy là nó thay đổi đi mỗi cái ngoại hình thôi. Khác với bộ trang phục mặc định nhưng mà thật sự thì cũng khá là đẹp rồi, nhưng mà đẹp thì đẹp thôi nhưng mà không ai quan tâm đến thì chơi làm gì. Trên tay vị tướng này thì cầm ấy, em có tráng chú này thôi, nè 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 ấy giờ đau. Ồ thôi thôi xác định rồi, thật sự thì những cái level đầu này chưa dại gì mà solo với cái thanh niên Scourge kia. Vì sao? Scourge có khả năng hồi phục máu rất tốt bằng các đòn đánh thường, em để nhìn đấy à, chưa gì đã hồi máu xong rồi ấy, né luôn nha, né luôn còn gì nữa. Ờ chạy đâu được à? Thôi đen thật. Cái này thì chắc là mình phải sử dụng cái chiêu thứ hai xong rồi sử dụng chiêu đầu tiên thì đúng bộ combo của nó thôi. Chứ còn nếu mà sử dụng chiêu đầu tiên rồi chiêu thứ hai thì rất có thể là mình sẽ bị trượt bộ combo nha. Vì là anh em chạy kích hoạt chiêu đầu tiên. Đầu tiên là kích hoạt chiêu đầu tiên trước, xong rồi leo chạy đến đối phương xong rồi gõ chiêu thứ hai làm choáng, tiếp tục là ấn chiêu đầu tiên để có thể là nó nhảy lên và làm choáng đối phương rất là tốt. Thôi thôi lộ rồi, ganh cái gì mà ganh. Đó anh em thể nhìn thấy à, ôi cái gì đấy, Nakaroth ảo tưởng sức mạnh gì đấy, ảo tưởng gì đây, rồi chết rồi, hay quá, bộc phá rồi, thơm, mình không được à, chiến công đầu dành cho Ome rồi, đây đây cái mạng này chắc chắn của tôi rồi, cái mạng này là của tôi, chạy đi đâu được, chạy, ôi vãi thật, double kill kìa, what the hell, Ngộ Không đến bảo rồi, khổ thế, hai tanh như thế này xong nó không bắn mình, còn đi bắn sát thủ Ngộ Không rồi, rồi lên bảng rồi, thấy chưa anh em thấy chưa? Gõ cả tráng được cả trụ luôn, vãi thật. Gõ tráng được cả trụ luôn. Hiện tại mình đã có con bùa xanh vừa mới ăn được của thanh niên Nakaroth xong. Thế nên là bây giờ đã có cái bùa xanh rất lợi nha. Bật chiêu 2. Đấy, làm tráng, tiếp tục làm tráng lần 2. Một vị tướng Omega thì có khả năng để trụ tốt và cũng như là khống chế rất tốt, khống chế mạnh luôn vì vị tướng này có hai chiêu khống chế và cũng như là dọn trụ rất nhanh. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ cố gắng chơi vị tướng này làm clip chôn, chỉ đi đẩy trụ trộm thôi, chả có làm gì hết. Anh em thì mang cấm trụ đi và quẩy trụ. Đấy là một cái khá là đặc biệt dành cho vị tướng Omega này. Rồi. Rồi. Đấy húc em đi. Ấy à, vẫn húc được thôi, cho chứ cuối rồi. What the hell, quẩy ghê thế. Làm gì mà dạ ma ghê vậy? Làm gì mà ghê, làm gì mà căng. Rồi. Có lẽ là mình sẽ phải ôm trụ với thanh niên Scourge này thôi, đợi người đến hỗ trợ. Vì ra thì thôi bất luôn chiêu thứ hai kìa, what the hell. Thế chứ anh em nhìn chưa, mình còn bật chiêu 1 chiêu 2 lên đang đi gõ thì tự nhiên thanh niên Scourge lao vào một phát rồi mình mất luôn cái khả năng khống chế né ấy. Ở thôi thôi cái gì vậy, xe lại cái gì vậy, quảng cáo đâu ra vậy, đùa đang chơi mà. Rồi tao thanh niên Scourge kìa. Ôi Nakaroth này nó cướp rừng này quá. Anh em thôi tôi không có ai thôi, để nó cướp rừng trắng trợn rồi. Đi ăn trộm mà không xin xin phép chủ nhà gì cả. Đáng lòng thật. Rồi anh em cố gắng, hiện tại thì rừng thì mình đã mất con bùa đỏ rồi. Mình thật sự thì mình không thể nào giữ chân được Nakaroth đâu. Cơ động thì cơ động, vị tướng Omega thì cơ động thật đấy. Để mà đuổi được Omega thì rất là khó khăn.
Nhưng mà nếu mà chơi theo kiểu đường đường tắt nhảy qua nhảy qua tường thì thôi em cũng bó tay, em xin giơ tay rút lui thôi. Chứ còn làm sao mà thanh niên Omega này có thể là có chiêu thức nhảy qua tường, nó chỉ có tốc độ di chuyển cao thôi. Vị tướng này mà chiêu 1, ví dụ vị tướng này mà chiêu 1 nó tăng tốc độ di chuyển này, chiêu 2 vị tướng này nhảy được qua tường này, thôi tôi nói thật thì nó còn cơ động hơn Nakaroot rất nhiều nha. Đấy. Gì đây, gì đây, cái gì đây, lại đẩy trụ trộm của tôi. Lại đẩy trụ rồi, đây. Té luôn còn gì nữa, lại là xác định chết còn gì nữa. Sao? Quay, đã cầm thanh ghê quá ta. Ghê, tôi không chán được rồi. Ôi, công nhận là hiện tại thì các đoàn đánh thưởng của Omega rất là yếu ớt. Tin nữa mình sẽ lên thử một cái trang bị đó là gươm điện nha, gươm sấm sét này. Tiếp đến là Sonabatap này. Cái trang bị, những cái trang bị đấy sẽ tăng tốc độ di chuyển cho anh em. Sonabatap hoặc là cái vua hùng tài sẽ tăng 5% tốc độ di chuyển. Cùng theo là cũng theo là cả cái trang bị là gươm sấm sét nữa. Cộng lại thì anh em sẽ có mắc tốc độ di chuyển nếu mà anh em lên theo cái đồ là giày Hermes. Đấy, lên xong vậy thì chuẩn luôn. Cái này thì chạy xung quanh trụ đối phương mà trêu người. Ê, hàng. Thôi, choáng xịt rồi. Ấy kệ Nakaroot luôn, nào chết chắc rồi, bộc phá. Rồi, không kịp bộc phá nó nổ lên bảng. Rồi, xác định đi em ơi, bộc phá này, lên bảng luôn. Ôi, cái mạng này là hỗ trợ rồi, không phải là cái ad được nữa. Rồi, skirt. Ui giời ơi, từ, dụ đi. Thôi, tỉnh thế à giời. Ôi, ôm trụ này làm sao, mình chưa thể vào động chạm được cái trụ đối phương bằng cách, tôi nhầm rồi. Thôi, như anh nhầm cái giày hộ vệ rồi. Thôi, đen thế. Ôi, tí nữa mình sẽ lại phải bán cái giày hộ vệ đi để lên cái giày Hermes đúng bài nha. Chứ còn thật ra thì lên cái giày hộ vệ này thì nó không được không được vui anh em ơi, không vui. Đây. Chết rồi, chạy sao? Rồi vẫn chạy được à. Phát đấy là vẫn còn bị làm choáng của mình đấy. Mình sử dụng chiêu đầu tiên một phát thì nhiên lao ra và vẫn bị choáng. Ok, bây giờ bán đi này, lên giày Hermes. Đấy, bắt đầu lên lại, thiếu mất mấy đồng thôi. Tí nữa gọi là tăng tốc độ di chuyển mắc phê luôn. Đảm bảo anh em là cực kỳ vui nếu mà chơi Omega mà đi chôn. Tính ra thì nếu mà vị cái trận trong cái Linko Mobile này có hai vị tướng chôn khá là vui, đó là Grack và cũng như là Omega nha anh em. Grack thì đi kéo rừng đối phương rất là vui, còn đối với Omega thì nó sẽ có tương thể là tăng tốc độ di chuyển đẩy trụ lén chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng thử xem là xin cái trụ. từ skirt này. Bây giờ mình thử xin cái trụ này của anh em nhìn nhá. Như này, bộ kỹ năng này. Rồi, chiêu đầu tiên này. Đấy, anh em nhìn chưa? Quay tay. Ôi, trụ mất rất là làm máu thôi. Đấy nhá, rất là nhanh thôi. Thế nên đã gọi là đây mệnh danh là vị tướng đẩy trụ rất là nhanh rồi. Cái này thì giả dụ mà anh em mang cái gì nhở? Đấy, đóng băng vào trụ ấy, cái ngất ngư ấy. Phải không nhỉ? À đâu, nhầm, xin mà không phải cái ngất ngư mà là cái cấm trụ, nhầm. Cái cấm trụ thôi, nếu mà anh em mang cái cấm trụ thì chắc chắn thì đẩy trụ trộm rất là sướng rồi. Trong trận đấu này mình solo đường, thế nào mình mang cái bộc phá đi thì có khả năng là ăn mạng cũng như là đi hỗ trợ đội. Thôi, nói hỗ trợ thì kiểu là anh em thấy giả nai quá. Thôi, mình nói thẳng luôn là đi cái hát. Đấy, đi cái hát mạng. Đây, lại thanh niên skirt này. Skirt bắt đầu lại kiểu là đi đẩy trụ trộm này. À rồi, đây. Để thì lên cao quá. Rồi, khi mà sử dụng cái chiêu cuối của vị tướng Omega là hài hước quá. Khi mà anh em di chuyển bình thường này thì nó có cái quả cầu bên dưới này. Đấy, ơi kìa. Chắc là một bình ngộ không là đủ ăn rồi. À, vẫn còn để chạy mất rồi, mình đang ham cái con chim mà. Thật sự mình cũng muốn ra giúp lắm nhưng mà đang đánh tạm con chim rồi, chả nhẽ chạy ra. Ôi trời ơi, bị ăn chửi rồi. Ok, và bây giờ mình hiện tại thì trận đấu khá là cân bằng. Tin mình hơn, không phải cân bằng đâu. Về cái mạng thì gần như là cân bằng. Còn đối với trụ thì tin mình là hơn rất là nhiều. Hơn 3 trụ về 3 đường rồi. Đường Kinh Đông, đường Rồng và cũng như là đường giữa đã có những cái trụ đầu tiên. Và bây giờ sẽ tiến tới những cái trụ tiếp theo. Rồi, lên bảng nốt. Hay quá nhỉ. Một trận danh đấu anh em thấy chưa? Omega đánh ổn đấy chứ. Nếu mà gặp đồng đội tốt thì anh em sẽ bớt đi một phần nào đó về cái khả năng gánh team. Chứ còn nếu mà đánh Omega thì chắc chắn thì rất là khó gánh rồi. Con này được cái đi trêu người cũng như đẩy trụ tốt thôi. Chứ còn về cái khả năng gánh đồng đội thì rất là khó. Cần đồng đội tốt thì anh em chỉ cần lên tank thôi. Chỉ cần lên tank rồi bắt đầu đi hỗ trợ đồng đội thôi.
kiểu là chỉ cần đi đẩy trụ trộm là có vàng cho đồng đội rồi, sau đó là sẽ hơn cấp, hơn level, hơn vàng, hơn đồ. Rồi. Ủa ơi, Murad solo, ôi, hay thế nhờ. Lên cho, lên đâu, ôi giờ sao có hỗ trợ này, làm choáng lại, chạy đâu thì bộc phá, chạy đâu được nhờ. Rồi, trời bắn như thế này thì xong, à, chạy đâu này. À vẫn còn quay lại à? Từ từ hình như là gặp thanh niên thỏ Slim, thỏ. Quay trở lại và thanh niên sơi cái thanh niên Alip. Alip thôi, bị choáng hay đấy nhở. Một phát làm choáng được hai người luôn. Đấy chú, đấy chú, đấy chú, đấy chú. Một phát này. Đấy anh em thấy chưa? Rất là phê. Rồi. Hiện tại thì mình đã ăn được 3 mạng và hỗ trợ 5, vẫn chưa mất zin. Đấy chưa, vì khả năng là mình có cơ động và cũng như là máu cao. Thế nên là không phải, chưa phải nằm xuống. Đấy, chưa phải nằm xuống đâu. Rồi. Phút thứ 10 rồi và trong trận đấu này thì chắc chắn là team mình không biết, nói chung thì không, chưa biết là được thắng hay không, nhưng mà theo về nhìn nhận xét của mình là thắng, tại vì hơn đồ rất nhiều nhá. Và trụ này, cái này, cái thanh niên này gặp mình này, úi giời ơi. quay tay luôn và ngay. À khi mà sử dụng cái chiêu cuối của vị tướng này thì Omega sẽ cắm cái tay phải của vị tướng này xuống. Đấy nhờ, cắm tay phải, cắm cái mũi khoan xuống đất nha, và bắt đầu là chổng ngược thân mình lên vào gọi là quay quay tay, quay thần trưởng. Ok, gươm sấm sét rồi. Bây giờ thì mình đã có một phần tốc độ di chuyển và tốc độ đánh rồi. Lần này thì không ngại đi băng trụ bây giờ. Ôi, nhầm nhầm gõ tráng đấy nhá. Em thì giờ gõ tráng và trụ rất tốt. Việc khả năng nếu mà vị tướng mày mà tanh trụ nhá, gõ tráng trụ thì thôi, thật sự thì đối phương rất là khó có thể là nhai được. Rồi, thanh niên Nakroth đẩy trụ trộm kìa. À thôi, không phải nói là đẩy trụ trộm mà bắt đầu đi đẩy cao. Nói để trụ trộm thì mình rất là nhiều rồi, rất là nhiều pha rồi. Rồi xác định đi, quay tay. Ôi may quá, cô mà hỗ trợ không là phát này bị sấp mặt rồi. đuổi nó Murad đến hỗ trợ kìa. Thôi bộc phá xịt kìa. Ơ kìa, vẫn để chạy được kìa. Ôi nào, cơ động thật. Rồi thật sự rất cơ động nha anh em. Ôi thôi chết chết rồi. Lạc rồi em, lạc lắm rồi, gặp ngay cái DC rồi, sát thương đau thế. Rồi mất gì rồi. Không sao, nhưng mà để cái cô nàng này hạ gục mình là cũng một cái vinh dự. Để thanh niên xấu xí quá thì không 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 vui. Đó, bây giờ mình sẽ lên cái trang bị tiếp theo. Rồi lên cái giáp Gaia đã, rồi tiếp đến là sẽ tính đến một trang bị tăng tốc độ di chuyển và tốc độ đánh chí mạng nha. Lên một chút chôn chôn xếp hạng sao. Vì cái trận đấu thoải mái đi, tại vì team đối phương không đẩy được trụ mà. Đấy, bắt đầu mới xin được cái trụ thứ hai thôi. Lật kèo được không? Lật kèo được không? Rất là khó nha. Trời, rồi làm sao mà được, xạ thủ bị sát thủ bắt thì chỉ có xác định nằm xuống thôi, làm sao mà có thể ăn được, rất là khó. Mà đây là sát thủ Nakroth cơ, một solo với một rất là khó ăn. Mà vừa xong thì Teonat chơi kiểu là đứng thẳng thừa thừng một chỗ mà solo luôn, đã ra vừa chạy vừa bắn thì rất là tốt, thì khả năng khống chế của vị tướng Teonat rất, khi mà làm bắn làm chậm đối phương thì cực kỳ là hiệu quả luôn. Rồi từ từ mình sẽ móc ra, xong nhìn thanh niên là có ối đông thế. Ôi trời, không cứu được rồi, thật sự là rất là khó cứu ngộ không. Đây hiện tại là có ba người luôn, Alice rồi ơi, Slim xong rồi trả skirt đỡ tàn khống chế. Đầu hàng làm gì vậy, what the hell, đầu hàng làm gì vậy. Team thì đang thắng rõ ràng thế này, đầu hàng chịu luôn thanh niên ngộ không này. Ghét những cái thể loại thế này nhỉ. Team cố gắng hết thôi. À kinh công này ra luôn còn kịp, nó ăn kinh công nhanh nhanh em đâu, ra kinh công nhanh lên. À rồi bắt lẻ được rồi, chết rồi. Ôi thôi bị làm chậm khó chịu vậy. Tạm thời là con kinh công này đã được giữ lại và chưa có mối nguy hiểm nào, kinh công vẫn sống sót, kiểu là mới bị hiếp một tí thôi đấy. Đấy chứ còn là chưa chưa bị mất cái gì hết. May là có mình ra mình hỗ trợ nhá, không là kinh công phải nằm xuống rồi, tí nữa phải để team mình hấp, còn để đối phương hấp là không được. Rồi ôi nào có đốt, tôi em té đây, em té đây, kiểu đi lạc lạc lạc. Đi lạc chơi quá. Ok, tập trung vào cơ liệu trận đấu anh em ơi, kinh công sớm nào. Từ từ mình sẽ dọn dọn đống lính này đã, thấy chưa anh em nhá. Vì việc khả năng cơ động con này thì rất là có thừa, khi mà sử dụng xong chiêu đầu tiên thì kích hoạt xong cái chiêu đầu tiên này nhá, đấy thì nó lại hồi luôn rồi, rất là nhanh thôi.
ấy làm sáng ấy ấy làm sao được. Đây 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 đây, quay tay trưởng lên bảng rất sớm rồi, mất người rồi, làm sao mà solo được, hay quá nhở. Uầy bắt, trời ơi, một không, từ team thiếu người, thiếu Murat kìa, thoáng này rồi, Murat ra hỗ trợ tôi cái, xác định chết rồi, sao được nữa rồi, sống sao, quay tay rồi lên bảng. Một mạng, từ từ kéo ăn được hai ba mạng như này thì thơm, làm choáng ơi Murat rồi, sao chạy mất vậy, đùa, đáng chơi vui tự nhiên chạy mất vậy. Kinh công nào kia, tôi chỉ chán thật ông Murat này, chán luôn. Dừng phát đấy, thừa sức mới ra vào 15 này. Hiện tại level 15 thì chắc chắn Murat có thể là solo kinh công thừa sức rồi. Buồn thế, sạch hết sạch mà lại kiểu cơ động quá mà sử dụng chiêu thức liên tục. Bây giờ mình sẽ lên cái trang bị đó là cái song đạo bát tát chẳng hạn. Cái khiên huyền thoại này thì thôi có lẽ là khiên huyền thoại, thôi mình sẽ đổi lại thành song đạo bát tát nhá. Không lên khiên huyền thoại nữa. Lên song đạo bát tát thì có tốc độ di chuyển tốt hơn đấy, 5% tốc độ chuyển nhá. Thấy chưa? 5% tốc độ di chuyển và cũng như là tỷ lệ chí mạng. Bây giờ thì sẽ xuống hỏi thăm đây. Ơi thôi gõ tráng rồi, nhầm rồi. Ôi đánh nhau to này. Quay tay thân trưởng luôn, quay tay nhiệt tình luôn. Ôi thôi vãi ra đồng đội tôi chết rồi. Team thiếu người. Đùa, thiếu mất theo nét và cũng như là Ngộ Không đang bắt bài kia. Hay quá, đứng một chỗ khá là đẹp, hiện tại thì đang ăn kinh công kìa. Rồi một mạng. À quay con thỏ slim này, chạy sao được. Rồi chạy sao, lên bảng thôi. Sao mà nhanh thế, bộc phá không ở kịp cái ad luôn. Ok, kết lưu trận đấu này, đây này lại tèo nát, lại để bị bắt rồi. Đuổi nó lần này có mà chạy. Lần này thì chắc chắn chú không chạy đâu, bằng này máu chạy đi đâu. Ui dồi ôi, chạy như hack này. Omega anh em có thể nhìn thấy là hiện tại mình chạy như hack luôn. Rồi, đây, choáng này. Chạy này thì lướt. Rồi, một mạng. Lướt này, tích lướt là kinh công ông ấy. Kìa Ngộ Không kinh công luôn. Đưa con ăn con kia là thật té đây. Bị phát hiện rồi. Chán thật. Mình ăn kinh công làm sao được. Ấy, cái gì đây ông này. Dạ ma, tan dạ mặt, tan gọi là dạ nhau thôi. Cảnh cáo nhau thôi, đây mình sẽ đứng đây xem nào. Mình sẽ canh con kinh công này, anh em chuẩn bị kinh công nha. Võ tráng và chạy. Đấy, có bò lạc, võ tráng và chạy thôi, có gì đâu. Đơn giản chỉ là hôn nhau một cái rồi chạy đi thôi. Gọi là nhớ nhau cả đời luôn đấy. Đấy. Rồi, có theo nát anh em tập trung ăn kinh công không này. Khổ quá. Canh mãi kinh công này mà không có ai ta hỗ trợ gì cả. Rồi. Ăn luôn mà ngay. Hiện tại Skirt đang đứng đây này, rình đợi Murat ra rồi thôi. Có xạ thủ vào mở combat rồi chơi luôn này. Đối phương hiện tại ra kinh công không kịp luôn. Kinh công bị hạ gục rất nhanh mà bây giờ Skirt sẽ phải nằm xuống. Skirt đâu rồi? Skirt lên bảng, Skirt. Đấy. Kiểu phải bộc phá trắng trợn luôn. Đấy chứ anh em thấy là khả năng Omega làm gì có phế đâu. Gọi là chơi vị tướng này khá là vui. Bây giờ nha, thật sự thì bây giờ vào băng trụ mầm luôn. Rồi ôm em bảo, ấy thì tôi làm choáng tôi vậy. What? Trời ơi. Nakaroth kệ Nakaroth luôn. Lên thẳng anh em. Rồi làm choáng rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng tập trung đẩy trụ rồi, làm choáng được trụ. Rồi, chắc chắn rồi. Sao? Và bây giờ mình sẽ kết liễu trận đấu này. Kết liễu nha. Ok. Và chắc chắn mình được MVP rồi. Hiện tại mình mới chết một mạng mà hỗ trợ khá nhiều, ăn cũng khá ổn. Ăn mạng khá ổn. Đấy anh em thấy là Omega đánh hiện tại thì nó bị lãng quên khá là nhiều, không hiểu tại sao, nhưng mà leo danh cao thủ cũng ổn đây. Rồi, nhưng mà phải có đồng đội thật là tốt nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bye bye. I love you tất cả mọi người. Nhớ để lại like và bình luận bên dưới, một đăng ký kênh để cho ủng hộ mình nha.